Thưa quý vị và các bạn, nhằm tuyên truyền về tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp đối với doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh tình hình kinh tế, văn hóa xã hội trên thế giới cũng như tại Việt Nam đang thay đổi để thích nghi với dịch bệnh COVID diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Ngày 3 tháng 11 năm 2020, tại hội trường Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Thời báo Văn học Nghệ thuật tổ chức hội thảo với chủ đề Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, sức mạnh giúp doanh nghiệp đối đầu COVID-19. Buổi hội thảo với sự tham gia của các chuyên gia diễn giả, nhà quản lý kinh tế và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cùng thảo luận, chia sẻ về vấn đề văn hóa doanh nghiệp trong thời kỳ COVID-19 sẽ giúp các doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan, đưa ra những chiến lược khôi phục kinh tế cho doanh nghiệp. Các diễn giả khẳng định tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp trong hoàn cảnh khó khăn. Văn hóa doanh nghiệp được coi như là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp cùng nhau vượt qua khó khăn, khẳng định giá trị trong và ngoài nước. Trong giai đoạn khó khăn của đại dịch thiên tai vừa qua thì chúng ta mới nhận ra được một cái giá trị cốt lõi, đấy chính là những cái giá trị về văn hóa, cái giá trị về tính tương thân tương ái, giá trị cộng đồng, và chính những cái văn hóa này là sức mạnh để giúp doanh nghiệp vượt qua những cái khó khăn và phát triển kinh tế đất nước. Một doanh nghiệp có văn hóa tốt sẽ dễ dàng vượt qua khó khăn, đồng thời có thể gây dựng thương hiệu từ chính những khó khăn đó. Vai trò của doanh nghiệp được thể hiện rõ qua những việc làm cụ thể và thiết thực. Văn hóa doanh nghiệp được hình thành trong suốt quá trình tồn tại và phát triển, là hệ thống các giá trị, quan niệm, truyền thống ăn sâu vào hoạt động của một doanh nghiệp. Vượt qua dịch bệnh, văn hóa doanh nghiệp cũng sẽ tiếp tục giúp doanh nghiệp chiến thắng trong nỗ lực đưa đất nước phát triển theo đúng tinh thần của Thủ tướng trong quyết định 1846, để văn hóa doanh nghiệp góp phần tạo môi trường kinh doanh với tinh thần thượng tôn pháp luật, đề cao đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội và cạnh tranh lành mạnh, đóng góp cho sự phát triển bền vững đất nước và hội nhập quốc tế. Buổi hội thảo diễn ra sôi nổi với những ý kiến và những phần luận của những diễn giả, nói lên tầm quan trọng và cách phát triển của văn hóa doanh nghiệp trong tình hình khó khăn hiện nay.